Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang với nhiều cuộc giao tranh ác liệt, bất chấp việc thương vong dân thường Gaza đã vượt quá 18.800 người, theo số liệu mới nhất từ cơ quan y tế Gaza. Ở một diễn biến khác, đại sứ Israel tại Nga Ben Zvi vừa tuyên bố không có khả năng Tel Aviv sẽ ngừng bắn với phong trào Hamas ở dải Gaza nhân dịp năm mới. Đại sứ Ben Zvi trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS của Nga nói rằng bản thân ông không mong đợi về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Tel Aviv và Hamas trong dịp năm mới, bởi Israel có hai mục tiêu. Ông Ben Zvi cho biết, tôi không nghĩ việc đó sẽ xảy ra, bởi chúng tôi có hai mục tiêu là loại bỏ các cấu trúc của Hamas và toàn bộ con tin được thả tự do. Hai mục tiêu đó chúng tôi sẽ phải hoàn thành. Ngoài ra, chúng tôi và Hamas đều không tổ chức lễ Giáng sinh vào thời điểm này trong năm. Israel ăn mừng năm mới vào tháng 9, tức lễ Rosh Hashanah. Nhìn chung, năm mới không phải là lý do để hoãn các hoạt động quân sự. Nhà ngoại giao Israel sau đó nhấn mạnh, bản thân ông không cho rằng các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn hay trì hoãn hoạt động quân sự sẽ diễn ra ở giai đoạn hiện nay của cuộc xung đột. Ở phía ngược lại, Hamas cho biết hệ thống đường hầm ở Gaza được thiết kế chống lại kịch bản ngập lụt khi có thông tin Israel đã bơm nước biển vào địa đạo. Phát ngôn viên lực lượng Hamas Osama Hamdan cho biết trong cuộc họp báo ở Beirut, thủ đô Lebanon, đường hầm được xây dựng bởi các kỹ sư có trình độ, được đào tạo bài bản. Họ đã tính đến mọi khả năng tấn công có thể xảy ra, trong đó có chiến thuật bơm nước biển. Ông nhấn mạnh, hệ thống địa đạo ở Gaza là một phần của phong trào phản kháng và mọi kịch bản tấn công đều được tính đến. Phát ngôn viên Hamas nêu tuyên bố trước thông tin quân đội Israel, IDF, bắt đầu bơm nước vào địa đạo của lực lượng này ở dải Gaza. Times of Israel cùng ngày dẫn nguồn tin trong IDF cho biết, quân đội Israel đã bắt đầu bơm nước biển vào đường hầm ở Gaza nhằm thử nghiệm mức độ khả thi của chiến thuật này. IDF coi thử nghiệm này là một thành công và tuyên bố sẽ áp dụng các phương thức tác chiến mới để đối phó với thành viên Hamas ẩn nấp trong địa đạo. Trước lo ngại về việc chiến thuật bơm nước biển có thể đe dọa tính mạng của các con tin trong đường hầm, phát ngôn viên IDF Daniel Hagari cho hay, quân đội Israel hoạt động dựa trên thông tin tình báo về vị trí con tin và sẽ không có những bước đi gây tổn hại đến họ. Các chuyên gia cảnh báo phương án bơm nước biển có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường ở Gaza khi nước biển mặn nhiễm vào nguồn nước ngầm và đất canh tác nông nghiệp. Trong 30 năm qua, lực lượng Hamas đã dày công xây dựng ma trận địa đạo có tổng chiều dài hơn 500 km ở Gaza, phần lớn trong hơn 100 con tin bị Hamas bắt được cho là bị giam trong lòng địa đạo. Xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza-Palestine vẫn leo thang nghiêm trọng bất chấp thương vong dân thường ngày càng tăng cao. Theo số liệu mới nhất từ cơ quan y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát, hơn 18.600 người Palestine ở Gaza đã thiệt mạng. Giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad David Bania đã hủy chuyến đi đến Qatar, vốn được lên kế hoạch trước đó, để thảo luận về việc nối lại các cuộc đàm phán với Hamas. Diễn biến này cho thấy triển vọng hòa đàm giữa Israel và Hamas tiếp tục bế tắc. Đài CNN dẫn nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết. Nguồn tin cũng cho biết phía Hamas hiện không phản hồi những lời đề nghị mà Mỹ và các bên hòa giải đưa ra liên quan việc khôi phục các cuộc đàm phán và trả tự do cho con tin. Trước đó, ngày 13 tháng 12, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận thêm một con tin Israel đã chết trong khi bị Hamas giam giữ. Văn phòng Thủ tướng Israel tin rằng Hamas đang giữ 135 con tin Israel, trong đó có 116 người còn sống. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hamas vẫn ác liệt, đặc biệt là ở phía nam Gaza. Ngày qua, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố tiêu diệt một số thành viên Hamas trong một cuộc đột kích vào một trường học ở thành phố Khan Yunis, phía nam Gaza. Tuy nhiên, IDF cũng thông báo rằng có thêm một binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở phía nam Gaza vào ngày 14 tháng 12, nâng số binh sĩ Israel thiệt mạng từ đầu cuộc xung đột đến nay lên 116 người. Israel tố Hamas tiếp tục phóng rocket từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Chỉ riêng ngày 13 tháng 12, Hamas đã phóng đến 116 quả rocket, theo IDF. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden và Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan đã thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc thu hẹp quy mô các hoạt động cường độ cao của Israel tại Gaza. Dẫn lời các quan chức y tế Palestine, hãng tin Reuters của Anh cho rằng nỗ lực tập trung thay đổi chiến lược là động thái mới nhất trong chiến dịch, gây áp lực kéo dài nhiều tuần từ Washington, nhằm hành động quyết liệt hơn để bảo vệ 2,3 triệu người ở Gaza.
Kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, đã có gần 19.000 người thiệt mạng trong các hoạt động trả đũa của Israel đối với cuộc tấn công của lực lượng Hamas hôm 7 tháng 10. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Channel 12 của Israel, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Sullivan nói rằng ông đã có những cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Thủ tướng Netanyahu về việc Israel nên chuyển sang giai đoạn hoạt động chính xác và có mục tiêu hơn. Tuy nhiên, vị quan chức này từ chối cung cấp thông tin chi tiết và mốc thời gian cho sự thay đổi chiến lược này. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cũng nói rằng ông Sullivan đã thảo luận về khả năng chuyển hướng sang các hoạt động cường độ thấp hơn trong tương lai gần, nhưng từ chối cung cấp thời gian biểu cụ thể. Quan chức Mỹ giấu tên nhận định sự thay đổi này có thể bao gồm chuyển đổi trọng tâm từ các hoạt động rà phá cường độ cao sang cường độ thấp hơn và tập trung vào các mục tiêu có giá trị cao, với nhiều cuộc tấn công dựa trên thông tin tình báo hơn và nhiều mục tiêu quân sự hẹp, phức tạp hơn. Theo nguồn tin này, sự thay đổi chiến lược đánh dấu một bước ngoặt lớn cho nỗ lực dài hạn. Đồng thời, ông cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành với Israel, chính quyền Palestine và các nước khác trong khu vực về cách tiếp quản Gaza trong tương lai. Mặc dù đã có nhiều cuộc thảo luận về Gaza tại hội nghị thượng đỉnh EU tuần này, nhưng vẫn thiếu sự đồng thuận về quan điểm chung. Như vậy, không có thông điệp rõ ràng về Gaza từ EU, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn. Theo tờ Deutsche Welle, Đức, một số chính trị gia EU nhận thấy động lực ngày càng tăng trong việc đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn chung ở Gaza. Tuy nhiên, nó đã không trở thành quan điểm chính sách chính thức tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 12 tại Brussels. Sau 2 tháng diễn ra cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza, tổng số người Israel và Palestine thiệt mạng được báo cáo là gần 20.000. Các nhà lãnh đạo EU đã dành hàng giờ để thảo luận về cuộc xung đột ở Brussels, nhưng không đưa ra tuyên bố chung theo thông lệ. Quan chức cấp cao của EU trên nhấn mạnh rằng tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên án mạnh mẽ Hamas về cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 và nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel. Nhưng lưu ý Israel cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế khi nước này tìm cách tiêu diệt nhóm Hồi giáo trên. EU đã gặp khó khăn trong việc có được một tiếng nói chung kể từ khi Hamas tấn công vào miền nam Israel, gây ra cuộc xung đột mà kể từ đó cho đến nay, ước tính khoảng 20.000 người thiệt mạng ở cả hai bên. Trong khi 27 quốc gia của EU có chung quan điểm cơ bản, họ lại bị chia rẽ thành những quốc gia có thiện cảm hơn với người Palestine như Bỉ, Tây Ban Nha và Ireland, và những người ủng hộ Israel như Đức và Áo. Khi các nhà lãnh đạo EU họp mặt lần gần đây nhất vào cuối tháng 10, họ đã kêu gọi tạm dừng nhân đạo trong cuộc xung đột để đưa hàng viện trợ vô cùng cần thiết vào Gaza, nơi đang bị Israel phong tỏa. Đầu tuần này, Stephen Ryan, điều phối viên triển khai nhanh của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, nói rằng điều kiện sống của dân thường ở Gaza vẫn là một cơn ác mộng. Trong tháng 10, một số quốc gia thành viên đã kêu gọi ngừng bắn toàn diện, nhưng những quốc gia khác, bao gồm cả Đức, lập luận rằng động thái như vậy sẽ hạn chế khả năng tự vệ của Israel. Ngày 15 tháng 12, khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, các nhà lãnh đạo EU chỉ đưa ra tuyên bố đơn giản về chủ đề này. Hội đồng châu Âu đã tổ chức một cuộc tranh luận chiến lược chuyên sâu về Trung Đông. Trước hội nghị thượng đỉnh tuần này, Bỉ, Ireland, Malta và Tây Ban Nha đã dẫn đầu một nỗ lực mới nhằm cùng nhau kêu gọi ngừng bắn. Cuối ngày, sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho biết thế cân bằng đang nghiêng về phía những người ủng hộ lệnh ngừng bắn, bất chấp mọi thứ có thể xuất hiện như thế nào vào lúc này. Tờ Bloomberg vừa đăng tải một bài bình luận của cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO ở châu Âu, James Stavridis, về tình hình xung đột Nga-Ukraine thời điểm hiện tại. Trong bài viết, ông Stavridis đã vẽ ra một bức tranh u ám cho quân đội Ukraine, nói rằng có rất ít lý do để mong đợi những thay đổi đáng kể trên chiến trường trong tương lai gần, ngay cả sau nhiều tháng thực hiện các hoạt động tấn công tốn kém. Cụ thể, ông Stavridis viết, cuối cùng, các lực lượng Ukraine dường như khó có thể đẩy Nga khỏi phần lớn lãnh thổ hiện đang do Nga kiểm soát. Bên cạnh đó, Kiev có thể xem xét nhượng lại Crimea tạm thời hoặc thậm chí vĩnh viễn để đổi lấy tư cách thành viên của Ukraine trong Liên minh châu Âu và Liên minh NATO. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng một trong những mục tiêu hàng đầu của họ trong hoạt động quân sự hiện nay là đảm bảo Ukraine giữ thái độ trung lập đối với khối quân sự do Mỹ đứng đầu, khiến Điện Kremlin khó có thể chấp nhận lời đề nghị như vậy của ông Stavridis. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố rằng các lãnh thổ mới giành được trong cuộc xung đột bao gồm các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson không bao giờ có thể được trả lại, một nguyên tắc được ghi trong hiến pháp Nga. Ông Putin cũng loại trừ khả năng trả lại Crimea, nơi đã bỏ phiếu thống nhất với Liên bang Nga ngay sau cuộc đảo chính Euromaidan năm 2014 của Ukraine.
mặc dù cựu chỉ huy NATO nói rằng viện trợ quân sự nước ngoài mới cho Kiev có thể dẫn đến chiến tuyến khá ổn định cho đến mùa xuân năm 2024, nhưng ông lưu ý rằng việc phương Tây miễn cưỡng phê duyệt sự hỗ trợ đó có thể đồng nghĩa với một kịch bản đen tối hơn nhiều đối với lực lượng Ukraine. Những dự báo ảm đạm của ông Starridis được đưa ra ngay sau khi cuộc phản công kéo dài 6 tháng của Ukraine được phát động vào tháng 6 2023, phần lớn đã thất bại trong việc giành lại lãnh thổ đã mất, mặc dù đã tiêu tốn một lượng lớn vũ khí và nhân lực. Bên cạnh những lo ngại cho cục diện chiến trường trong xung đột Nga-Ukraine trong năm 2024, thì thời điểm hiện tại, cuộc xung đột này tiếp tục leo thang ở các chiến trường chủ lực miền Đông và Nam Ukraine. Theo đó, tờ Uranska Russia đưa tin, báo cáo buổi tối của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 15 tháng 12 cho biết, trong 24 giờ qua đã xảy ra 82 cuộc đụng độ. Moscow đã phóng 2 tên lửa, thực hiện 11 cuộc không kích và 17 cuộc tấn công bằng pháo phản lục phóng loạt. Báo cáo có đoạn, trong ngày, không quân Ukraine đã tiến hành không kích 7 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng 4 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị và 2 đoàn tàu chở đạn dược của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Ayivka, Marinka, Bakhmut, Shakhtarsky và Zaporizhia. Lực lượng Ukraine vẫn giữ các vị trí ở tả ngạn vùng Dnipr, Kherson, tiếp tục gây ra những tổn thất cho đối phương. Chia sẻ với đài NBC News, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga và Mỹ nhận thức rõ điều đó. Đài CNN trước đó đã đưa tin, trích dẫn ước tính của tình báo phương Tây rằng nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ và các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khác, Ukraine có thể sẽ chịu thất bại trước Nga vào mùa hè năm 2024. Tờ The Economist cho rằng sự thờ ơ của phương Tây có thể giúp Nga giành chiến thắng. Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đang lãng phí hàng tỷ USD trong quỹ ngân sách để hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, theo TASS. Theo ông, lực lượng vũ trang Ukraine dù được viện trợ, vẫn không đạt được bất kỳ tiến bộ lớn nào trên chiến trường. Bên cạnh đó, hãng tin Reuters đưa tin, Điện Kremlin cho biết việc Ukraine gia nhập EU là một viễn cảnh rất xa vời và các sáng kiến của Russia về việc đó chỉ là biểu hiện của sự ủng hộ chính trị dành cho Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trong một cuộc họp báo rằng cả Ukraine và Moldova, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác, đang tìm cách tiếp cận, đều không phù hợp với các tiêu chí nghiêm ngặt của EU và việc để Kiev vào có thể gây bất ổn cho khối này. TASS đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga SVR Sergei Naryshkin gọi nỗ lực phản công của Ukraine vào năm 2023 là một thất bại hoàn toàn. Ông Naryshkin nói, các nỗ lực phản công đã thất bại, chúng tôi coi đây là sự thất bại hoàn toàn. Ukraine chưa đạt được thành công nào trên chiến trường. Họ đã phải gánh chịu những tổn thất thực tế về nhân lực và trang thiết bị quân sự ở mức độ không thể khắc phục được. Đồng thời, người đứng đầu SVR lưu ý rằng chiến lược của Ukraine vẫn không đổi, đó là tiếp tục thù địch và không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga. Ông Naryshkin cũng nhấn mạnh rằng các mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi. Nga phải loại bỏ tất cả các yếu tố đe dọa an ninh của mình. Điều kiện số 1 cho điều này là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như đảm bảo tình trạng trung lập và không liên kết của chính quyền Kiev, ông Naryshkin nói. Theo hãng thông tấn Ukrinform, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Omichuk cho biết, lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo KH-47M2 Kherson của Nga trên không phận tỉnh Kiev vào ngày qua. Phía Ukraine tố quân Nga đã phóng 3 tên lửa Kherson vào Kiev. Chúng được phóng từ tỉnh Tula, Nga và nhắm vào thủ đô Kiev và thành phố Starokostyantyniv, tỉnh Melnitsky, miền Tây Ukraine. Cụ thể, lực lượng không quân Ukraine ban đầu cảnh báo về tên lửa hướng tới Starokostyantyniv vào khoảng chiều qua. Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat sau đó xác nhận rằng một vụ phóng tên lửa đã xảy ra ở Starokostyantyniv. Ngay trước tuyên bố của ông Inat, cảnh báo không kích đầu tiên vang lên trên khắp Ukraine khi các máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân quân sự Savaslitska của Nga ở tỉnh Nizhny Novgorod. Các máy bay này có khả năng mang tên lửa Kherson. Theo tờ The Kyiv Independent, ngày càng nhiều máy bay MiG-31 xuất kích và loạt tiếng nổ cũng vang lên sau đó ở Kiev và Starokostyantyniv. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kherson, tỉnh Kherson, ông Roman Rosko cho biết
Nga đã liên tục dội pháo vào tỉnh này trong ngày qua. Trong đó có một đợt nhắm vào trung tâm thành phố Kherson, khiến một người đàn ông 57 tuổi bị thương. Trước đó, các đòn pháo kích của Nga vào các khu dân cư Kherson ở khu vực tả ngạn sông Dnipro cũng khiến một người phụ nữ bị thương. Newsweek đưa tin, Kiev cho biết lực lượng Nga ở Ukraine đã mất hơn 1.300 binh sĩ và hàng chục hệ thống pháo binh trong 24 giờ qua. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Moscow đã mất tổng cộng 342.800 quân kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2, 2022. Việc Kiev phá hủy 12 hệ thống pháo binh của Nga trong ngày qua nâng tổng số thiệt hại được báo cáo của Moscow lên tới 8.088 hệ thống. Newsweek cũng không thể xác minh độc lập số liệu của Bộ Tổng tham mưu Ukraine và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Những con số Kiev công bố là dấu hiệu mới nhất về tổn thất nhân mạng đáng kinh ngạc trong cuộc chiến tiêu hao. Thật khó để biết chính xác có bao nhiêu binh sĩ tinh nhuệ, lính dù, đội xe tăng, tù nhân nghĩa vụ và lính đánh thuê của Moscow đã thiệt mạng hoặc bị thương. Nhưng các nhà phân tích phương Tây tin rằng Nga đã phải chịu hàng trăm nghìn thương vong trong gần 2 năm xung đột. Tờ Que vừa qua đã dẫn lời một chuyên gia Đức nói rằng Ukraine có thể đang tập hợp lực lượng để mở cuộc phản công mới vào năm 2024 sau khi đợt phản công năm nay không thể phá vỡ được phòng tuyến của Nga. Chia sẻ với Quell, ông Nikolen, cựu quan chức quốc phòng Đức, hiện là thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich, cho rằng bất chấp thái độ bi quan ngày càng tăng ở phương Tây về tiến bộ của Ukraine trên chiến trường, Kiev vẫn duy trì một lượng thiết bị quân sự kha khá, với nhiều đợt giao hàng từ phương Tây dự kiến sẽ cập bến trong thời gian tới. Ukraine có thể đang thu thập nguồn lực cho một cuộc phản công mới vào năm tới, chuyên gia nhận định, đồng thời nói thêm rằng Kiev có thể bắt đầu cuộc tấn công mới vào Kherson và cố gắng vượt qua sông Dnipro. Đồng thời, tờ Bild trước đó cũng dẫn các nguồn tin giấu tên rằng Ukraine đang soạn thảo một kế hoạch phản công mới. Theo tờ báo này, Ukraine đã từ bỏ kế hoạch đẩy Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ của họ và thay vào đó tập trung vào việc gây tổn thất tối đa cho Moscow. Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Boyansky cho biết Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội ký kết một thỏa thuận hòa bình thuận lợi. Vì vậy, bây giờ bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng phải xuất phát từ việc Ukraine chịu đầu hàng, theo TASS. Nhà ngoại giao Nga cho hay, thỏa thuận hòa bình đã được các nhà đàm phán của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky ký tác và bản sao của nó đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố. Điều này cũng như sự tham gia trực tiếp của Anh và Mỹ trong việc thuyết phục Ukraine từ chối thỏa thuận đã được nhiều nhân chứng chứng thực. Tuy nhiên, vì Ukraine đã đánh mất cơ hội đạt được một kết quả thuận lợi như vậy, do đó bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được giờ đây đều phải xuất phát từ việc họ phải chịu đầu hàng. Trước đó, ông Boyansky nói rằng chính quyền Kiev hiện đang gặp khó khăn và tất cả cộng sự của ông Zelensky đang tranh giành quyền lực. Theo nhà ngoại giao Nga, Mỹ có thể sẽ chối viện trợ cho Ukraine khi Kiev không thể cầm cự nổi và những rủi ro chiến lược đối với Washington ngày càng gia tăng. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không vũ trụ Nga đã bắn rơi một trực thăng Mi-8 của Ukraine trên không phận thị trấn Oreskov, Zaporizhia. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn đòn tấn công bằng máy bay không người lái UAV quy mô lớn vào các cơ sở ở bán đảo Crimea. Tất cả các UAV Ukraine tiến vào Crimea đều bị phá hủy. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua, lực lượng Nga đã bắn hạ tổng cộng 49 UAV Ukraine trên không phận Cộng hòa Nhân dân Luhansk, LBR tự xưng, Kherson và Zaporizhia, cũng như 10 rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, Ogen và Otkha. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết rằng lực lượng Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Donetsk, khiến đối phương mất khoảng 290 binh sĩ tại chiến trường này. Phía Nga cũng phá hủy một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, 4 ô tô quân sự, 2 khẩu pháo MSTB, 1 khẩu pháo D-30, 2 khẩu pháo tự hành Vostika. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã hạ khoảng 100 binh sĩ Ukraine tại mặt trận Lyman trong ngày qua, đồng thời phá hủy 5 xe chiến đấu bọc thép, 4 ô tô và 1 khẩu pháo D-20. Bộ này cho biết các lực lượng máy bay tác chiến, chiến thuật và lục quân, UAV, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 125 khu vực trong ngày qua. Tờ Bloomberg vừa đăng tải một bài bình luận của cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO ở châu Âu, James Stavridis, về tình hình xung đột Nga-Ukraine thời điểm hiện tại. Trong bài viết, ông Stavridis đã vẽ ra một bức tranh u ám cho quân đội Ukraine, nói rằng có rất ít lý do để mong đợi những thay đổi đáng kể trên chiến trường trong tương lai gần, ngay cả sau nhiều tháng thực hiện các hoạt động tấn công tốn kém. Cụ thể, ông Stavridis viết, cuối cùng, các lực lượng Ukraine dường như khó có thể đẩy Nga khỏi phần lớn lãnh thổ hiện đang do Nga kiểm soát. Bên cạnh đó, Kiev có thể xem xét nhượng lại Crimea tạm thời hoặc thậm chí vĩnh viễn để đổi lấy tư cách thành viên của Ukraine trong Liên minh châu Âu
và Liên minh NATO. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng một trong những mục tiêu hàng đầu của họ trong hoạt động quân sự hiện nay là đảm bảo Ukraine giữ thái độ trung lập đối với khối quân sự do Mỹ đứng đầu, khiến Điện Kremlin khó có thể chấp nhận lời đề nghị như vậy của ông Starylis. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố rằng các lãnh thổ mới giành được trong cuộc xung đột bao gồm các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson không bao giờ có thể được trả lại, một nguyên tắc được ghi trong Hiến pháp Nga. Ông Putin cũng loại trừ khả năng trả lại Crimea, nơi đã bỏ phiếu thống nhất với Liên bang Nga ngay sau cuộc đảo chính Euromaidan năm 2014 của Ukraine. Mặc dù cựu chỉ huy NATO nói rằng viện trợ quân sự nước ngoài mới cho Kiev có thể dẫn đến chiến tuyến khá ổn định cho đến mùa xuân năm 2024, nhưng ông lưu ý rằng việc phương Tây miễn cưỡng phê duyệt sự hỗ trợ đó có thể đồng nghĩa với một kịch bản đen tối hơn nhiều đối với lực lượng Ukraine. Những dự báo ảm đạm của ông Starylis được đưa ra ngay sau khi cuộc phản công kéo dài 6 tháng của Ukraine được phát động vào tháng 6 năm 2023. Phần lớn đã thất bại trong việc giành lại lãnh thổ đã mất, mặc dù đã tiêu tốn một lượng lớn vũ khí và nhân lực. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày qua, quân Nga đã 3 lần dội tên lửa, 47 lần không kích, đồng thời 38 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS vào các vị trí tập kết quân và khu định cư của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga đã gây ra thương vong cho dân thường và khiến nhiều nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Theo Bộ Tổng tham mưu, tình hình hoạt động vẫn còn nhiều thách thức ở miền đông và miền nam Ukraine. Theo đó, tổng cộng có 71 cuộc giao tranh đã xảy ra trên mặt trận giữa lực lượng hai bên trong ngày qua. Hơn 90 khu định cư bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công bằng pháo và súng cối của Nga ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia, Kherson. Bộ Tổng tham mưu cho biết quân Ukraine cũng đã đẩy lùi hơn 65 đợt tiến công của đối phương ở các mặt trận chính gồm Kupiansk, Kharkiv, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka đều ở Donetsk và Zaporizhia, tỉnh cùng tên. Trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine đã tấn công vào 21 cụm nhân sự, đạn dược và thiết bị quân sự của Nga. Các đơn vị tên lửa Ukraine đã bắn trúng 7 binh sĩ Nga, cụm thiết bị quân sự, 12 hệ thống pháo binh, 2 kho đạn dược và nhiên liệu. Lực lượng phòng vệ Ukraine đang trấn giữ các vị trí ở tả ngạn sông Dnipro, Kherson và tiếp tục gây thiệt hại về hỏa lực cho các lực lượng Nga tại khu vực. Chia sẻ với đài NBC News, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga và Mỹ nhận thức rõ điều đó. Đài CNN trước đó đã đưa tin, trích dẫn ước tính của tình báo phương Tây rằng nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ và các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khác, Ukraine có thể sẽ chịu thất bại trước Nga vào mùa hè năm 2024. Tờ The Economist cho rằng sự thờ ơ của phương Tây có thể giúp Nga giành chiến thắng. Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đang lãng phí hàng tỷ USD trong quỹ ngân sách để hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, theo TASS. Theo ông, lực lượng vũ trang Ukraine dù được viện trợ, vẫn không đạt được bất kỳ tiến bộ lớn nào trên chiến trường. Bên cạnh đó, hãng tin Reuters đưa tin, Điện Kremlin cho biết việc Ukraine gia nhập EU là một viễn cảnh rất xa vời và các sáng kiến của Russia về việc đó chỉ là biểu hiện của sự ủng hộ chính trị dành cho Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trong một cuộc họp báo rằng cả Ukraine và Moldova, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác, đang tìm cách tiếp cận, đều không phù hợp với các tiêu chí nghiêm ngặt của EU và việc để Kiev vào có thể gây bất ổn cho khối này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!